nào là dọn dẹp nhà cửa, nào là đi chợ búa quà cáp nội ngoại hai bên rồi mệt rồi. Bà xã ơi, ông xã về rồi nè, dọn cơm ăn đi. Ủa, cái bình hoa tôi cứ để đấy thôi ơi, sao ai lại để đấy? Rồi, ơi, phải để đây. Bình này á, là để đây là tránh cái ám khí này, tà khí này, không mình những cái điều không may mắn là không vào được nhá. Rồi còn cái ly này, sao lại úp lại? Phải mở ra. Rồi phong thủy nói rằng cái ly mở ra là chứa đựng bao nhiêu may mắn nó chứa đựng xuống hết. Đó. Mình á phải có kiêng mới có lành. Đó. Vậy. Mà rồi vợ đâu rồi? Vợ ơi, dọn cơm ăn. Ủa, đi đâu rồi? Chắc cái xuống dưới bếp rồi. Bà xã. Cái bình bông mình mới để bên này mà. Tự nhiên trước cửa nhà, giữa cửa gì mà để bình bông hay thiệt. Còn mấy cái ly nữa phải úp xuống dơ chứ, ngửi lên người ta tưởng ly dơ rồi sao, ai mà dám uống. Chán thiệt, ai đâu mà rảnh mà cứ phải đi sắp xếp lại hoài gì nè. Mẹ ơi, mẹ đang làm cái gì vậy? Mẹ đang dọn dẹp con, mấy ngày Tết bận quá. Con cho giúp mẹ được không? Thôi được rồi, mấy việc này mẹ làm được, con đi học bài đi. Con đã làm xong hết bài rồi. Con làm xong hết bài rồi, con học hết một lần, con phải học hết lần hai. Con học hết lần hai, con phải học lần ba. Con phải học cho thiệt giỏi. Con học cho thiệt giỏi sau này con mới làm kiếm được nhiều tiền. Để rồi con tự lo cho thân của con. Rồi con có thể lo cho con của con. Rồi con của con lo cho cháu của con. Rồi cháu của con lo cho chắc của con. Có nghĩa là con phải học cho thiệt giỏi, ok? Mẹ bận quá. Mẹ ơi, mẹ lo sợ quá, con mới học lớp 6 à. Mẹ đã làm xong hết bài tập xong hết và đúng xong hết rồi. Con giúp mẹ không? Ok, được rồi, mẹ rất là mệt. Có bình rác mẹ mới dọn, mẹ để ở góc nhà. Rồi con đi dục rác giùm cho mẹ, ok? Rồi đi học bài nghe chưa? Dạ. Ủa Saki, con đem cái gì đi đâu vậy? Cái này là cái gì đây? Con đem đi. Mẹ nói con ăn bình rác không? Ừ, con giỏi lắm nhưng mà con biết ăn không? Tết rồi, mình kỵ mấy cái vụ này lắm á con. Mình, nhà mình đang may mắn ha. Cho nên mình không muốn đem bất cứ gì ra khỏi nhà mình. Đó, bây giờ á, con đưa cho Daddy. Con lên lầu con học bài đi ha. Để Daddy á, là cất cái rác này. Mà nhớ là sau khi Tết, hết mùng, hết Tết rồi đem. Rồi Daddy nhờ con đem rác nha, ok? Ok, còn con nữa đi luôn. Ồn ào quá. Cái gì mà hai cha con? Cái gì? Ồn ào dữ vậy? Bà xã tìm thấy giờ dọn cơm chưa? Anh chị mới nói là Saki đừng có đem rác ra khỏi nhà mình. Ủa mà cái gì cái bị rác này mới kêu Saki đi dục mà? Không, em biết không, nhà mình đang may mắn. Chờ hết Tết đi, hết mùng hết Tết rồi mình dọn dẹp nhà một quăng ra một lần luôn. Nếu không thì hết may mắn làm sao? Bà xã cũng cất mấy cái chậu hoa đó đúng không? Ông xã đã nói là để cái chậu hoa ở đây. Chậu hoa đây là chẳng đi cái ám khí, không cho cái sự xui xẻo của nhà mình được chưa? Đó, cứ dậy đi. Có gì đâu. Nhà con cửa một người dọn, một người bày. Con kiêng, con lành em ơi, em không có làm vậy sao? Đi ra kiêng lành. Alo, anh Phước à? Lâu ngày quá, khỏe anh? Hai anh Bình, tôi khỏe, anh khỏe không? Dạ, em khỏe, cảm ơn anh. Dạ, hôm nay anh vui quá được có anh gọi. À, hôm nay tôi gọi, tôi tính hỏi thăm anh. Mấy ngày nay thấy gặp anh nhà thờ mà thấy anh về sớm quá. Nên tôi chưa có dịp hỏi thăm. À, dạ, anh thông cảm đi chứ bây giờ gần Tết tới nơi rồi. Vợ em cứ đi nhà thờ, cứ làm nôn nao, cứ muốn về là đi chợ, đi búa, rồi chợ con cái, rồi đi học anh. Rồi con mẹ vợ em từ Việt Nam qua, rồi em nên tranh thủ thời gian. Em phải về sớm cho nên cũng đi trễ về sớm, cũng không có chào anh nữa, anh thông cảm nha. Dạ. Ồ, không sao anh ơi, tôi cũng muốn đại diện hội thánh, cũng muốn qua thăm gia đình của mình. Ồ. Thì không biết là anh thấy như vậy được không? Ồ, vậy thì vui quá. Anh lúc nào đến được nhỉ? Ngày trưa ngày mai thì sao anh?
Được, ngày mai thì em off full rồi em ra đón anh nha. Rồi em nói vợ em chuẩn bị nấu bún bò đại anh nhé. Không cần đâu anh ơi, cảm ơn anh, gặp anh ngày mai nhé. Dạ rồi, ok anh nha. Rồi, ok. Vợ ơi, mai anh Phước tới này, chuẩn bị đi chợ mà mua nấu nồi bún bò nha. Ngày hôm sau. Lan ơi, hôm nay em chuẩn bị đồ xong chưa? Hôm nay mình qua thăm gia đình anh chị Bình Yên á. Anh Bình á thì đi một thành phố cũng lâu rồi, nhưng mà đức tin chưa được tăng trưởng lắm. Còn chị Yên thì cũng theo anh Bình nhưng mà chưa bao giờ chưa xong đức tin cả. Em sẵn sàng rồi nè anh. Thì có gì để em cầu nguyện rồi chúng ta cùng đi ha. Lạy Chúa là cha yêu thương của chúng con, thì chúng con chuẩn bị ghé qua thăm nhà anh chị Bình Yên. Thì xin Chúa xin hãy hướng dẫn môi miệng của chúng con, cho chúng con làm chứng về Ngài, cho anh chị trở về quay lại với nhà của Ngài. Con cảm tạ Ngài rất nhiều, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen. Ơi, anh Phước chuẩn bị tới rồi, em nấu bò xong chưa? Bây giờ vô dọn chuẩn bị đi. Anh tới giờ đúng giờ lắm, đừng bị nè, đúng giờ lắm á. Nha. Ô, nó thấy giờ mới nói cái là tới đúng giờ nè. Ô, xin mời anh chị. Ô, hôm nay có chị Yên, chị Lan nữa. Anh Phước, xin mời Dạ, chị khỏe không? Dạ, em cũng khỏe, cảm ơn. Cảm ơn tôi, anh chị ngồi đây. Anh ngồi đây. Được. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh chị nhiều. Nói cứ đi, mở đi, cứ úp lại rồi. Anh đứng này anh. Ôi dạ. Dạ, anh chị khỏe không ạ? Dạ, nhưng mình cũng khỏe. Dạ. Gia đình của mình chuẩn bị hết sao rồi ạ? Dạ, cảm ơn. Tụi em cũng đang chuẩn bị. Ủa, anh Bình ơi, tôi thấy có bình hoa nó đẹp quá mà sao mà lại để trước ngày vậy? Cũng vì cái bình hoa này mà ngày hôm qua tới giờ tụi em cãi nhau đó. Mà sao á, Tết sắp tới nơi rồi, đủ thứ chuyện hết. Không có chuyện này đến chuyện khác, cứ lục đục hoài à. Có gì đâu em, thì em cũng hiểu ý anh thôi. Anh Phước để em nói cho mà nghe này. Nhà em là kiêng có lành, có kiêng có cử. Thì á, là em để bình hoa đây là phải có ý. Em muốn là tránh đi những cái sự mà ám khí, những cái điều không may đến. Nhà em đang may mắn, không có muốn cái điều gì may xui xẻo đến nhà em cả. Cho nên em đứng đây, chặn lại đây. Đó, có chừng đó thôi mà nói mà vợ em không có hiểu. Em thì tên Bình, vợ em tên Yên. Hai người đáng lẽ là Bình Yên mà chẳng thấy Bình Yên đâu cả. Suốt ngày thấy cái bàn này cứ cằn nhằn em cả không anh? Mình là có kiêng có lành, mình là làm chủ đời sống mình thì mình cần phải chủ động chứ, đúng không? Và cho em hỏi với Saki đâu rồi chị? Dạ, Saki đang học bài trên lầu á chị. Bạn này suốt ngày cứ học hoài vậy. Hôm nay là thứ bảy mà bé cũng vẫn phải học hả chị? Dạ, cái tính em lo xa lắm chị. Thì bây giờ cái tuổi nó là tôi ăn tôi học thì nó rảnh thì nó chỉ học bài thôi. Nhưng mà với em là nó phải học cho giỏi để nó lo cho thân của nó. Thứ bảy học bình thường không đủ, phải tranh thủ học thêm thứ bảy nữa. Bình thường có gì đâu. Ủa, còn học chủ nhật nữa chị. Chủ nhật ra vừa mới đi nhà thờ, ra chợ đi học tiếng Việt. Rồi sau đó học bơi, học đàn, học suyết hoài luôn. Không biết rồi sau này làm cái gì. Chứ nó ở không nó làm cái gì? Cho nó đi chơi, giải trí ở Mỹ này đâu. Chơi cái gì mà chơi? Mà thôi lên lầu. Mà đáng lẽ là bình thường giờ này là nó xuống ăn cơm cùng với gia đình rồi. Để đi lên lầu coi cháu sao xuống, nha. Thưa anh chị đi nè. Anh ơi, con nó sốt. Con sao mà nó sốt cao? Em không biết nữa, anh coi. Sốt thì cho uống thuốc không? Giờ phải làm sao ta? Nó không có động tĩnh gì hết. Giờ gọi bác sĩ số điện thoại nào. Thôi hai anh chị dẫn bé đi bệnh viện đi. Dạ. Mà chìa khóa xe đâu rồi? Để giờ tụi em đi giúp luôn anh chị. Ok, hôm nay lên xe anh đi. Dạ, nhờ anh chị chở tụi em đi nha. Dạ, okay. Dạ. Tại bệnh viện.
rồi chị. Ôi cảm ơn Chúa, anh chị ơi, cảm ơn bác sĩ nói là may mà nhờ anh chở tới kịp bệnh viện đó. Còn không thôi là còn biết sắc kia, không biết sao nữa. Bây giờ cháu là cũng đã qua được cái cơn nguy khó rồi. Bây giờ chỉ cần chờ nằm thêm vài tiếng cho ổn định là mình có thể về nhà nữa anh. Dạ, bác sĩ nói với anh đấy. Dạ, cũng tại em bữa giờ em cứ bắt cháu nó học bài, nếu mà không có lo việc ăn uống cho nó rồi cho nó nghỉ ngơi đúng giờ giấc nữa. Em thiệt tình. Cảm tạ Chúa. Bé Saki bình yên là tôi cũng thấy đỡ lo cho bé rồi. Dạ, cũng có anh chị đến giúp cho tụi em, nhưng tụi em rối quá mà không biết làm gì hết. Dạ, thôi anh chị đừng có buồn nữa. Thì cảm tạ Chúa là đã giữ gìn cho bé Saki không có bị sao hết. Thì em nghĩ đây cũng là một cách để mà Chúa nhắc nhở anh chị về cái đức tin của mình đó. Thì anh Phước ơi, anh có điều gì muốn chia sẻ với anh chị và Niên không? Tôi thấy chị Lành nói cũng đúng đó anh chị. Mình đi theo Chúa thì mình một đời của mình phải đi theo Chúa, mình không thể nào sống nửa đời nửa đạo được. Thì nhân đây tôi cũng có câu kinh thánh cũng muốn gửi tới anh chị. Tôi xin trích được câu kinh thánh từ trong Ngôn đoạn 3 từ câu 5 đến câu 7. Hãy hết lòng tin cậy Chúa, chớ cậy vào sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các lối của con. Đừng cho mình là không ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Chúa và tránh xa điều ác. Anh biết không, trong cuộc sống ấy, thì đôi lúc mình không có thể nào mà mình chỉ cho điều tốt đẹp xảy ra với mình được, mà đôi lúc mình điều xấu nó cũng có thể xảy ra. Quan trọng ở đây là mình phải tin cậy Chúa, bởi vì Chúa là đấng dẫn dắt mình. Thì anh Phước cũng đã có một câu kinh thánh tặng cho anh Bình. Thì nhân dịp này em thì cũng có một câu kinh thánh dành tặng cho chị. Thì trong Matthew, ai trong các người nhờ lo lắng mà có thể kéo dài đời mình thêm một khắc chăng? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy. Vậy các ngươi đừng quá lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ có những việc để lo trong ngày mai. Ngày nào có khó nhọc đủ cho ngày ấy. Thì sự lo lắng không có đem lại lợi ích gì cho chúng ta hết. Thì tôi nghĩ là Chúa cũng đã bày tỏ rất là rõ ràng rồi. Chỉ còn lại là chúng ta có đồng ý mở lòng của mình để Chúa làm chủ đời sống của mình hay không. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Và qua cái sự việc này thì em cảm thấy em rất là ăn năn. Cho dù là trong thời gian vừa qua em thỉnh thoảng em có đi đến hội thánh thôi, mà lòng em cũng không có hướng lòng mình lên Chúa nữa. Thì sự việc xảy ra như vậy thì em mới biết rằng là Chúa luôn quan phòng đến mình. Thì em cũng xin anh chị cầu nguyện cho vợ chồng em được tiếp nhận Chúa. Dạ, em cũng cảm ơn anh chị đến giúp cho cái câu kinh thánh, giúp cho em, nhắc chở cho tụi em. Thì tụi em cứ lo mãi về kiếm tiền, cứ sợ là mình gặp xui xẻo, không có kiếm được công việc làm, rồi không có thu nhập. Cho nên là cứ dựa vào sức của mình đó, mình cứ nhờ cái phong thủy mà không có có nhờ đến Chúa đó. Rồi còn lo lắng kiếm tiền, rồi như anh vừa mới nói là nếu Chúa cứ cất linh hồn của em đi thì những tài sản này để lại cho em, thì em có một mình Saki đó mà Chúa mà cất đi nữa thì em biết làm sao đây. Khốn khổ. Và cảm ơn anh chị, bây giờ em anh chị nói như vậy em cũng đã tỉnh ngộ lại. Anh chị có thể cầu nguyện cho gia đình tụi em để tụi em quay lại với Chúa để giúp cho tụi em tăng trưởng đức tin được không ạ? Nếu như vậy thì vui quá, thì anh Phước ơi, anh có thể cầu nguyện cho anh chị bình yên. Dạ. Cảm ơn chị. Một tuần sau. Dạ, kính chào hội thánh, gia đình của gia đình bình yên. Tụi em rất là vui mừng khi được giữ cái Tết của năm nay. Thì vừa qua, trong những tuần vừa qua, gia đình em cũng có một số chuyện cũng không có may mắn, nhưng mà được gia đình của anh chị Phước Lành đến động viên an ủi và dùng lời Chúa để nâng đỡ được cái tinh thần gia đình vợ chồng tụi em. Cho nên tụi em được cảm thấy rất là vui mừng. Biết bao nhiêu cái Tết tụi em đến, nhưng mà thân xác thì đến, nhưng mà linh hồn thì có thể ở ngoài kia. Năm nay là năm mà có cái Tết vui nhất
gia đình em là được sống trọn vẹn và quay lại với đức tin đối với Chúa. Và sau đây thì hai vợ chồng em cũng như hai vợ chồng Phước Lành cũng như là bé Saki có một bài hát để mà tôn vinh Chúa, đó là bài Tuổi Xuân Dân Chúa. Xin hội thánh cùng lắng nghe. Chiều hình